các chị em ơi hôm nay nhà em có biến thật rồi ạ à? chẳng hiểu sao chồng em có một phát kiến đi vào lòng đất mà chuyện là thế này này chồng em dắt bố chồng em đi chơi gái nghe thì có tưởng là đùa nhưng em đang sốc đến mức không biết nói sao cho phải đây chuyện là như này bố chồng em mấy ngày hôm nay cứ buồn bã suốt ngày ở nhà xem mấy cái thứ không đâu ấy thế là chồng em không hiểu nghĩ gì quyết định làm người hùng đích thân dẫn bố đi giải quyết nhu cầu mà giờ thì hay rồi Chị gái chồng và mẹ chồng từ Hà Nội đang tức tốc về để điều tra vụ này. Em cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi, chồng em nghĩ gì mà nghĩ ra cái kế hoạch thảm họa này chứ? Chuyện là như thế này này, em sẽ kể ngay sau đây đây ạ. Sáng nay, khi cả nhà tụ họp để bàn bạc về chuyện của bố chồng, không khí đã nặng nề ngay từ lúc bắt đầu. Chị Bích, chị gái chồng của tôi, vừa từ Hà Nội về, ngồi đối diện với chồng tôi mà mắt như tóe lửa, chị lên tiếng quát. "Nam à, chuyện này là sao hả?" Mày là đàn ông mà không biết phân biệt đúng sai à? Đi làm ăn tử tế thì không làm, lại lôi bố đi chơi gái với mày. Mày có nghĩ đến cái danh dự của gia đình không? Mày không thấy xấu hổ à? Chồng tôi cúi đầu im lặng. Mỗi lời nói của chị như tưởng nhát dao đâm thẳng vào tâm trí tôi. Mọi người ngồi xung quanh, mẹ chồng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Chị Bích không dừng lại ở đó, chị quay sang tôi, ánh mắt như xoáy vào tâm can. Còn mở thanh, Thế mà không biết giữ chồng à? Chồng mợ đi làm chuyện tồi tệ như vậy mà mợ cũng không hay biết gì. Hay mợ biết mà làm ngơ. Để rồi bây giờ cả gia đình phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Mợ là giáo viên, sao không biết bảo chồng? Tôi lặng người, không nói được gì. Tôi chưa bao giờ thấy chị Bích tức giận đến mức này. Cả người tôi như đông cứng lại, chỉ biết ngồi đó chịu đựng. Chồng tôi im lặng, cho đến khi không thể chịu được nữa. Anh ngẩng đầu lên, nói từng lời chậm rãi. Chị à, em không chơi gái, em chỉ đưa bố đi chơi thôi. Bố cứ nải nỉ mãi, em không làm gì sai cả. Chị Bích sững sờ, mắt trừng trừng nhìn chồng tôi như không thể tin được. Mày nói cái gì? Mày 30 tuổi, sức dài vai rộng, không phải mày thì ai làm chuyện đó. Lại bảo tao tin một ông già hơn 60 như bố, lại đi làm cái chuyện bậy bạ đấy à? Chồng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, ngẩng đầu lên, giọng anh lý nhí nhưng dứt khoát em không làm chuyện đó em không hề chơi em đứng ngoài đợi chị bích quay ngoắt lại trợn mắt nhìn chồng tôi như không thể tin được những gì vừa nghe mày nói sao bố ý mày bảo là bố đã bố chồng tôi ông hoàng ngồi ngay gần đó bấy giờ mới cúi gằm mặt xuống không nói một lời sự im lặng của ông khiến mọi thứ càng rõ ràng hơn tôi không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến chồng tôi thở dài nói thêm em không làm gì chị ạ à, là bố ngay khi nghe đến đó mẹ chồng tôi đột ngột đứng dậy mắt đỏ ngầu bà lao thẳng đến chỗ bố chồng tôi đang ngồi giọng bà vỡ òa trong cơn giận dữ ông ông dám làm cái trò này sao ở cái tuổi này ông không biết tự trọng à? gia đình này danh dự này ông vứt đi hết rồi sao bà túm lấy cổ áo bố chồng tôi đẩy mạnh ông về phía sau ghế vừa khóc vừa gào lên Tôi sống với ông bao nhiêu năm mà giờ ông trả lại tôi cái gì? Làm nhục cả nhà, ông có biết không đồ tôi? Bố chồng tôi ngồi im, cúi mặt không dám nhìn ai, không nói một lời bảo chữa. Ông chỉ im lặng, nhận hết mọi lời xỉ vả từ vợ. Trong lúc cả gia đình đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, mẹ chồng tôi bất ngờ khụy xuống, lăn ra sàn nhà, ngất đi ngay trước mặt mọi người. Mọi người hoảng loạn lao tới đỡ mẹ chồng Chị Bích và chồng tôi nhanh chóng dìu bà ra xe Đưa bà vào bệnh viện Sau khi bác sĩ chuyển nước Tình trạng của bà dần ổn định Nhưng sự tức giận và thất vọng trong lòng chị Bích Thì vẫn còn nguyên Chị Bích vừa khóc vừa đói Mẹ không thể ở đây được nữa Mẹ phải về Hà Nội nghỉ ngơi Con sẽ đưa mẹ về nhà con Ở lại đây với cái nhà này Mẹ chỉ thêm bệnh thôi Mẹ chồng tôi nằm đó Lặng lẽ rơi nước mắt Buổi trưa hôm đó, chị Bích ở trong viện với mẹ, còn vợ chồng tôi về xem tình hình bố tôi ra sao. Tôi giận tím người, lao về phòng nằm đắt chăn, nghĩ mà tức lão chồng thế không biết. Chồng tôi bước vào phòng, vẻ mặt lấm lét, bước chân lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Anh ngập ngừng một chút, rồi lý nhí. Thực ra, bố cũng cần phải giải quê. Anh thở dài. Bố ở nhà một mình, không có ai bầu bạn, nên anh nghĩ thương bố, anh chỉ nghĩ đưa đi cho bố đỡ buồn chán thôi chứ anh thề là anh không dính vào chuyện đó đâu nghe đến đây tôi im lặng một lúc cố nuốt cơn giận nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn cứ dâng lên tôi nhìn chồng hỏi thẳng vậy anh đưa bố đi mấy lần rồi chồng tôi cúi mặt xuống giọng yếu ớt cũng cũng vài lần mỗi tháng một lần nghe tới đây tôi thực sự muốn nhảy dựng lên trong đầu chỉ muốn túm cổ áo lão chồng khờ gạo này Mà táng cho một trận Ai đời lại làm cái chuyện như thế Tôi nhìn anh mắt trừng lên Anh nghĩ cái gì vậy hả Sao có thể nghĩ ra được cái chuyện này Bộ hết cách rồi sao Chồng tôi lúc này chỉ biết cúi đầu Rồi bất ngờ ôm chầm đầy tôi Giọng đầy hối hận Anh biết anh sai rồi Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ cho bố thôi Tôi đẩy anh ra Lòng vừa giận vừa thất vọng Giúp bố thì cũng phải nghĩ ra cách nào hay hơn chứ Đưa bố đi mấy chỗ đó Giờ thì hay rồi Anh giờ là tội đồ của cả gia đình Mà sao bình thường anh thông minh nhanh trí lắm mà Sao tự nhiên lại tối kiến thế không biết Chồng tôi lý nhí kể lại Hòa ra chuyện là như này Tôi xin được kể lại cho mọi người cùng nghe ạ Gia đình chồng tôi có hai chị em Chị gái chồng lấy chồng ở Hà Nội Hiện có một thằng con trai đầu Đang học lớp 2 Chị vừa sinh con được 3 tháng thì về đón mẹ chồng tôi lên Hà Nội, chăm cháu thứ hai cho chị, còn chồng tôi thì làm ở ngân hàng, công việc bận rộn đi suốt. Tôi hiện tại đang là giáo viên dạy tiểu học, con trai tôi đang học lớp mầm non 5 tuổi. Ngày ngày ông nội đưa con trai tôi đi học, sau đó lại về nhà ngồi xem tivi. Vài tháng trước, giáo viên chúng tôi vừa được tăng lương, không phải là số tiền quá lớn, nhưng với tôi, đó là một sự thay đổi đáng quý, tôi đã dành được một khoản nhỏ để tiết kiệm. Và quan trọng hơn là có thể mua vài món quà gửi tặng bố mẹ chồng. Dù chỉ là những món quà đơn giản, nhưng tôi biết ông bà rất vui, điều đó cũng đủ làm họ hạnh phúc. Bố chồng tôi là người trầm tính, giản dị và chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì từ con cái. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi nhận ra rằng chiếc điện thoại cũ của ông đã không còn bắt sóng được nữa do điện thoại 2G không còn được hỗ trợ. Đặc biệt, tôi biết ông bà có niềm đam mê với việc xem phim ảnh những bộ phim đen trắng cũ kỹ từ những thập niên trước. Sau nhiều lần suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định dành khoản tiền lương vừa tăng để mua tặng bố mẹ chồng tôi một đôi điện thoại là chiếc iPhone 11. Đây không phải là chiếc điện thoại hiện đại nhất, nhưng với tôi nó là món quà thiết thực để ông bà có thể xem phim thoải mái. Hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần, cả nhà tôi quây quần bên nhau trong căn phòng khách. Bố chồng tôi ngồi trên chiếc ghế bảnh cũ quen thuộc, đeo chiếc kính lão đang mải mê đọc báo từ tờ báo giấy, mỗi ngày ông đều mua ngoài tiệm tạp hóa đầu ngõ, còn mẹ chồng thì ngồi ăn hoa quả xem tivi. Tôi nhẹ nhàng tiến đến và đưa chiếc hộp đựng điện thoại về phía ông bà. "Bố mẹ ơi, con có món quà nhỏ tặng bố mẹ ạ." À? Mẹ chồng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Quà gì thế này? Mẹ có thiếu cái gì đâu?" Mẹ vừa nói vừa mở hộp và khi thấy chiếc iPhone 11, bà thực sự ngạc nhiên, xen lẫn chút ngại ngùng mẹ không cần đâu mẹ dùng cái cũ vẫn được mà tôi quay sang nhìn bố chồng bố chồng hào hứng mở điện thoại sang ngắm nghía ông hỏi tôi điện thoại này nhiều tiền không con dạ cũng nhiều bố ạ à. nhưng bố yên tâm vợ chồng con lo được ạ à? bố chồng nói với vẻ khách sáo ô nhiều tiền thì thôi các con lấy đâu ra tiền còn lo cho con cái ăn học nữa bố vẫn dùng điện thoại cũ được mà tôi nhẹ nhàng giải thích bố à Điện thoại cũ của bố giờ không bắt được sóng nữa. Với lại con thấy bố hay xem tin tức. Trước này tiện hơn, bố sẽ xem tin tức thoải mái mà gọi điện cũng dễ hơn. Tôi cười cố gắng thuyết phục. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh mỉm cười, gật đầu nhẹ. Thế thì được, nhưng con phải dạy mẹ cách dùng nhá. Mẹ không dành mấy thứ này đâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng và những tính năng cơ bản. Dù ban đầu ông còn lúng túng nhưng dần dần cũng nắm được cách bật tắt máy, nghe gọi và gửi tin nhắn. Đây, mẹ xem này, mẹ bấm vào cái biểu tượng YouTube ở đây nhá, sau đó gọi tên phim mà mẹ muốn xem vào thanh tìm kiếm. Tôi vừa nói vừa thao tác trên màn hình, mẹ chồng nhìn chăm chú gật gù. Ừ mẹ thấy rồi, nhưng phim mẹ hay xem chắc không có đâu, toàn phim cũ thôi. Tôi cười, biết rằng bà sẽ bất ngờ. Mẹ thử tìm xem, con đảm bảo là có hết đấy. Bà bắt đầu gọi tên bộ phim Cánh đồng hoang, bộ phim đen trắng kinh điển mà tôi biết ông bà rất thích. Chỉ vài giây sau, kết quả hiện ra trước mắt, khiến mẹ không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Thật đã, phim này cũng có trên đây sao? Mẹ thốt lên, không giấu nổi sự vui sướng. Dạ vâng, mẹ chỉ cần bấm vào đây là có thể xem rồi, mà mẹ thích phim nào khác cứ tìm là có à? Tôi giải thích thêm, ngược lại với mẹ tôi chỉ biết vào youtube để xem phim và nghe các tin về sức khỏe thì bố chồng tôi vốn không biết nhiều về công nghệ nhưng tính ông lại rất tò mò mỗi khi có cái gì mới ông thường muốn khám phá thử sử dụng thấy cái gì hiện lên trên điện thoại là ông đều thử bấm vào xem chiều nào ông cũng vừa đeo kính vừa xem điện thoại có hôm quên cả giờ đón cháu nhiều lần mẹ chồng tôi nhắc nhở ông lại cào ôm lên đón cháu xong ông lại cầm điện thoại về phòng từ ngày có điện thoại, bố mẹ chồng tôi lại ngủ riêng. Ông nói do bà xem phim, mở tiếng to, làm ông không nghe được nội dung chương trình của ông. Điều đó cũng dễ hiểu. Tôi ngồi nhìn cảnh ấy, cảm thấy lòng mình ấm áp. Món quà nhỏ mà tôi tặng cho bố mẹ không phải thứ gì lớn lao, nhưng nó đã mang đến cho ông niềm vui giản dị và thoải mái mỗi ngày. Sáng nay là chủ nhật, cả nhà tôi quây quần đông đủ. Vì chị Bích, chị gái chồng đưa các con về chơi, Tôi đang ở dưới bếp Chuẩn bị đồ nấu cơm cho cả nhà Thì bỗng nghe thấy tiếng chị Bích oang oang Từ phòng khách vang xuống Điện thoại của ai đây Thằng Bi nhà chị Bích sợ hãi nói Dạ điện thoại của mợ thanh ạ à? Chị hầm hầm đi xuống bếp Tìm tôi khẽ đập mạnh Không hiểu có chuyện gì Ngay sau đó chị Bích cầm chiếc điện thoại Đưa thẳng cho tôi với ánh mắt gay gắt Mợ cho cô Bi nhà chị một điện thoại đi à Chị hỏi giọng rõ ràng không thoải mái Tôi vội trả lời dòng có chút lo lắng Dạ vâng ạ à, Các cháu bảo xem hoạt hình Nên em để cho mấy đứa xem tạm thôi ạ à? Chị Bích không chần chừ nói lớn Nhà chị chỉ cho xem những thứ lành mạnh thôi Chứ điện thoại của mợ Toàn mấy thứ vớ vẩn thế này Mà cũng cho các cháu xem Mợ là giáo viên mà lại xem những thứ thế này Bảo sao học sinh giờ hư hỏng Bắt trước người lớn Nghe đến đó tôi luôn cuống cầm lên Điện thoại từ tay chị Mở Youtube lên xem Mắt tôi trợn tròn khi thấy bên cạnh những chương trình hoạt hình các cháu đang xem, xen kẽ vào đó là những đoạn video có nội dung không phù hợp, toàn những hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang và nóng bỏng. Tôi đỏ bừng mặt, không nói lên lời, rõ ràng tôi không hề xem những nội dung đó, nhưng trong tình huống này, giải thích cũng không thay đổi được gì. Chỉ bích hử lạnh một tiếng rồi bỏ lên nhà, vào phòng mẹ chồng tôi, nói chuyện gì đó mà tôi chỉ nghe thấy tiếng thì thầm, Tôi đứng lặng người giữa bếp, nước mắt rưng rưng. Sau khi xong việc dưới bếp, tôi lủi thủi đi vào phòng riêng, bật khóc về cảm giác tủi thân và uất ức. Một lát sau, chồng tôi bước vào phòng, thấy tôi khóc, anh ngồi xuống cạnh bên hỏi. Anh ngồi xuống bên cạnh. Sao thế em, có chuyện gì à? Tôi chỉ biết đưa điện thoại cho anh, lắc đầu không nói lên lời. Anh nhìn qua một lượt các chương trình đã xem, rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế em có cho anh mượn điện thoại không? ngoài các cháu Dạ chỉ có các cháu thôi Em không hề xem mấy thứ đó Em cũng không hiểu tại sao Lại có mấy video như vậy Tôi nói trong nghẹn ngào Anh Nam gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói Chắc là trong lúc các cháu xem một hình Có quảng cáo hay chương trình gì đó tự động hiện lên Mấy thứ này Youtube hay đề xuất lung tung lắm Ngày vậy tôi có cảm giác có chút nhẹ nhõm Nhưng vẫn không biết giải thích với chị chồng Và mẹ chồng như thế nào cho phải Tôi gượng gạo đứng dậy, định bụng sẽ ăn cơm với mọi người cho phải phép, dù trong lòng đầy lo âu. Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí nặng nề, chị Bích ngồi phía đối diện tôi, thỉnh thoảng lại liếc qua với ánh mắt khó chịu, như thể đang giận dỗi điều gì. Mẹ chồng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú ăn nhưng vẻ mặt có phần trầm tư, có lẽ bà cũng đã nghe chị Bích nói gì đó về vụ điện thoại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung ăn mà không dám nhìn thẳng vào ai mọi người trong gia đình nói chuyện vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy mình như người thừa, không khí dường như đè nặng lên đôi vai. Tối hôm đó, sau một ngày dài căng thẳng, tôi nằm chằn chọc trên giường, cảm thấy tâm trạng nặng nề đến mức không thể chịu đựng được. Tôi quyết định đi ngủ sớm, cố gắng trốn tránh những suy nghĩ rối bời đang bùa vây lấy mình. Chồng tôi nằm cạnh, thấy tôi buồn rầu, anh quay sang hỏi. Em cho anh xem điện thoại một chút được không? Tôi không nghĩ nhiều, lặng lẽ đưa điện thoại cho anh. Chồng tôi mở máy vào phần cài đặt, rồi anh bắt đầu lướt qua một vài thứ trong đó. Một lát sau, tôi thấy anh vào phần Gmail, xem qua danh sách các thiết bị đang dùng chung tài khoản Google của tôi. Em đã đăng nhập vào điện thoại của ai nữa, ngoài cái này không? Anh hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng rõ ràng anh đang kiểm tra điều gì đó. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, hồi mua điện thoại mới cho bố chồng, vì bố không rảnh công nghệ, tôi đã giúp ông cài đặt và đăng nhập luôn tài khoản Gmai của mình vào đó. Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn vào màn hình, đúng như tôi nghĩ, trong danh sách thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản của tôi có cả chiếc điện thoại của bố chồng. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng, người đã xem những video không phù hợp kia không phải ai khác mà chính là bố chồng tôi. Chồng tôi thở dài, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đăng xuất tài khoản Gmai của tôi khỏi tất cả các thiết bị khác, bao gồm cả điện thoại của bố chồng. Anh không tỏ ra quá sốc nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự thất vọng trong ánh mắt của anh, dù anh không nói, tôi biết anh cũng đã hiểu phần nào sự việc. Sau khi đăng xuất xong, chồng tôi đặt điện thoại xuống bàn, nằm quay lưng về phía tôi, im lặng một lúc lâu. Tôi ngồi đó, lòng rối bời, tôi biết rõ ai là người xem những video kia, nhưng tôi không dám nói gì thêm. Tôi không muốn làm chồng mình phải xấu hổ vì bố, và cũng không muốn gia đình lại lâm vào cảnh căng thẳng thêm lần nữa. Chuyện này Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ phải gánh lấy đồng vai người xấu vậy. Tôi quyết định không nói ra sự thật, giữ cho bố chồng khỏi mất mặt trước các con cháu, có lẽ chuyện này nên dừng lại ở đây. Tôi tự nhủ, mình sẽ chịu đựng, coi như mình là người đáng trách trong mắt mọi người, chỉ để bảo vệ danh tiếng cho ông. Tuần sau, chị bích về nhà đón mẹ chồng tôi lên Hà Nội để chăm cháu. Chị nói, thằng bi giờ nghịch ngợm lắm, con trẻ bây giờ thì dễ bị đầu độc bởi đủ thứ trên mạng nên chị muốn mẹ vừa trông bi vừa ngó con mít mới được 3 tháng tuổi. Mẹ chồng tôi tất nhiên là rất vui vẻ khi được lên Hà Nội. Là bà ngoại của hai đứa cháu, bà không bao giờ từ chối cơ hội được gần gũi chăm sóc chúng. Với lại, mẹ chồng tôi hợp với chị Bích lắm. Mỗi lần chị về thăm nhà, hai mẹ con díu ra díu dít. Chiều hôm đó, bà bắt đầu thu dọn quần áo, chuẩn bị hành lý để đi. Bố chồng tôi ngồi ở phòng khách, không mảy may ý kiến gì khi thấy vợ chuẩn bị đi Hà Nội. Tôi nghĩ chắc ông sẽ có chút ngăn cản hoặc níu kéo. Nhưng không, ngược lại ông thản nhiên nói với bà. Bà cứ lên trông con trông cháu cho chúng nó đi. Ở nhà thì bà cũng chẳng làm gì, đi cho vui. Nghe ông nói vậy, mẹ chồng tôi có vẻ không vui. Bà quay lại nhìn ông, mặt hơi trao lại, có chút tự ái. Ông chẳng giữ tôi gì cả, cứ như muốn tôi đi vậy. Bà buông một câu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có ý trách móc. Bố chồng tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, không nói gì thêm thấy ông không có chút gì níu kéo hay giữ vợ, bà lập tức quyết định đi luôn, cảm giác như trong lòng bà có chút giận dỗi nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều. Tôi nhìn hai người không khỏi bật cười thầm, mẹ chồng và bố chồng tôi đã ngoài 60 nhưng nhiều khi vẫn có những hành động và lời nói hơi trẻ con. Một buổi chiều khi tôi đi làm về, thấy chiếc điện thoại của bố chồng sắp hết pin nên tôi lấy ra để sạc, lúc đó có một loạt thông báo hiện lên trên màn hình. Tôi mở điện thoại để kiểm tra, thì choáng vắng khi phát hiện ra bố chồng lại đã truy cập vào những trang web đen coi những bộ phim mát mẻ. Tôi thật sự không rõ bố đã vào những trang đó bằng cách nào vì tôi chưa hề hướng dẫn ông cách tìm kiếm. Nhưng rõ ràng là những nội dung độc hại này còn lưu lại trong trình duyệt. Ngay lập tức, tôi quyết định tắt và gỡ bỏ những ứng dụng mà bố có thể tiếp cận để coi những thứ không phù hợp như thế. Tôi không muốn bố tiếp tục xem những nội dung ấy dù là vô tình hay cố ý. Vài ngày sau, bố bắt đầu hỏi vu vơ tôi về những ứng dụng và trang web mà ông không còn thấy trên điện thoại nữa. Cái điện thoại dạo này lạ lắm con ạ. À. Con làm gì mà bố chẳng thấy mấy cái đó đâu nữa? Bố nói, giọng có chút trách móc. Tôi chỉ trả lời qua loa rằng điện thoại đã quét rác đi mấy thứ đó rồi bố ạ. À. Bố tôi nghe xong không nói gì thêm nhưng từ đó tôi nhận ra ông có vẻ không vui, ông trở nên khó chịu và cáu gắt vô lý, dường như không thoải mái khi không còn khám phá được những điều mà ông tò mò trước đó. Mấy hôm nay, mẹ tôi đang ở Hà Nội để trông cháu giúp chị Bích, nhưng bà cứ thấp thỏm, bị gọi mãi cho bố mà không liên lạc được. Ban đầu, mẹ chồng nghĩ là điện thoại có vấn đề, nhưng rồi kiểm tra lại thì mọi người khác gọi cho bố đều được, riêng bà thì không, mẹ tôi càng lo hơn khi vào xem camera trong nhà thấy bố tôi đi ra ngoài suốt có khi đi từ sáng đến tối không biết ông đi đâu mà lạ lùng thế sau vài ngày không chịu nổi sự lo lắng mẹ gọi tôi con ơi mẹ thấy bố dạo này đi vắng suốt mẹ gọi mãi mà không được con xem giúp mẹ xem bố con thế nào nhé mẹ không an tâm một chút nào nhìn camera mà bực cả người giọng mẹ đầy lo lắng và sốt ruột hai hôm sau mẹ tôi trở về quê chắc là lo lắng cho bố chồng sáng hôm đấy mẹ chồng trở về quê vừa bước vào nhà bà đã quát ôm lên bố mày làm sao thế tao gọi suốt mấy ngày mà cứ bận bận gọi số khác thì thấy đổ chuông ngay hay là ông chặn số tôi rồi mẹ chồng tôi vừa nói vừa đưa tay bật điện thoại kiểm tra lại lần nữa giọng đầy khó chịu lúc đó bố chồng tôi từ ngoài sân bước vào vẫn cái dáng điệu thở ơ ông hắng giọng nhưng rõ ràng là đang né tránh mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ chồng tôi chặn gì mà chặn điện thoại nó thế tôi có làm gì đâu mà bà cứ loay hoay với cái điện thoại có khi bà làm hỏng nó rồi cũng nên bố chồng đáp cục cằn dòng ông có chút lấp liếm cố tỏ ra thản nhiên nhưng không giấu nổi về lung túng mẹ chồng tôi không dễ bị lừa bà lập tức sân tới giật lấy điện thoại từ tay bố chồng mở ra kiểm tra ngay chỉ một lúc sau bà hét lên đây rồi nhá, ông chặn số của tôi với số của con Bích hả? Ông làm cái trò gì vậy? Ông định giấu tôi cái gì? Giọng bà the thé đầy sự bực bội. Bố chồng tôi tái mặt nhưng ngay lập tức bật cáo lên để chống chế. Thì tôi bấm nhầm thôi. Ai biết cái điện thoại này nó làm sao? Lẳng nhằng phức tạp. Bà cứ thích soi mói. Tôi đã nói là không có gì mà. Ông nhặng xị lên, cố gắng chối. Nhưng rõ ràng đã bị mẹ chồng phát hiện mẹ chồng tôi không để yên tiếp tục mắng xối xả ông còn dám nói nhầm má chứ có phải nhầm một lần đâu suốt mấy ngày nay là sao cái này không phải chuyện bấm nhầm ông đang làm cái gì sau lưng tôi vậy bà không chịu buông tha giọng điệu sắc bén mỗi lời nói như xoay sâu vào sự che giấu của bố chồng mà dạo này tôi thấy ông đi đâu mà lắm thế sáng đi chiều mới về đi mua cái gì mà tận mấy tiếng đồng hồ đi làm gì thì nói cho tử tế đừng có mà giấu giếm. Bố chồng tôi nghe thấy thì mặt biến sắc, cố cười trừ. Thì tôi đi ra ngoài mua đồ chứ làm gì, toàn những việc vặt vãnh thôi, có gì đâu mà phải nói, mà bà, bà thì cứ suy diễn lung tung. Ông vội đáp, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng lại càng làm lộ rõ sự lúng túng. Mẹ chồng tôi không để yên. Ra ngoài mà mấy tiếng liền, ông đi đâu thì nói thẳng ra, đừng có mà lấp liếm. Tôi đã bảo tôi đi mua đồ, bà không tin thì tự mà đi theo dõi lúc nào cũng soi mói không yên một phút nào cả ông nhảy dựng lên giọng ông nhặng xỉ rõ ràng đang cố che giấu điều gì ông đi đâu tôi biết hết đấy lúc tôi đi xa tôi xem camera là biết đừng có mà nói dối bà nói thẳng mắt liếc nhìn ông rõ ràng đã nắm được phần nào sự thật bố chồng tôi im lặng không nói gì nữa mặt đỏ bừng vì bị bắt thóp ông nhai vội vài miếng cơm cúi gầm mặt không dám đối đáp thêm nữa. Sau bữa ăn, khi bố chồng vừa đứng dậy bước ra ngoài, mẹ chồng tôi kéo tôi vào bếp, giọng đầy toan tính. Mẹ có thấy gì lạ bố mày không? Tao nghi lắm, chắc là ông ấy có nhân tình bên ngoài rồi, cái kiểu đi ra ngoài suốt ngày như thế, rồi chặn số tao nữa, không phải là tự dưng đâu. Tôi lắc đầu chưa biết phải trả lời sao, mẹ chồng đã nói tiếp, giọng đanh lại. Đàn ông mà đi ra ngoài suốt ngày như thế, không có lý do chính đáng thì chỉ có một chuyện thôi, tao mà biết ông ấy lăng nhăng, tao không để yên đâu. Cái tuổi này rồi còn không biết giữ thân là tao quậy tung cái nhà này lên đấy." Bà đe dọa, giọng đẩy gay gắt. Tôi lặng người, không biết phải nói gì, nhưng rõ ràng là mẹ chồng tôi đã nghi ngờ rất nhiều. Bà không bao giờ chịu để yên nếu có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là khi liên quan đến bố chồng tôi. Bố chồng tôi thì vốn là người cổ hủ, nghiêm khắc và khó tính từ trước đến nay ông luôn làm mọi việc theo ý mình không bao giờ giải thích cho ai và cũng chẳng ai dám hỏi ông đi đâu làm gì cả nhà đều biết mỗi khi có chuyện ông lại chửi phủ đầu khiến không ai dám mở miệng ông thường tự ý đi ra ngoài có khi cả ngày không thấy về mà cũng không ai biết là ông đã đi đâu mẹ chồng tôi mặc dù thì cũng đánh đá đôi khi cũng phải nhẫn nhịn vì sợ ông nổi khùng lên vì cái tính cục quần ấy của bố chồng cả nhà luôn lo lắng mỗi lần ông sang ngoài là mẹ chồng lại thấp thỏm cho rằng có chuyện gì không hay mẹ chồng tôi thường thở dài con thấy bố chồng con đấy đi suốt ngày chẳng nói với ai làm gì cũng không ai biết đến lúc mang bệnh về nhà thì khổ cả nhà ông ấy mà đi bóc bánh trả tiền rồi rước bệnh về thì có mà tan cửa nát nhà chưa kể mấy cái đứa danh con dở lắm chiêu lắm trò dụ dỗ xong rồi cuộm hết tiền của ông ấy thì sao Tôi nghe mẹ nói mà không khỏi lo lắng. Bố chồng tôi là người khó đoán. Ông có thể làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến hậu quả. Cả nhà sợ rằng một ngày nào đó ông sẽ gặp chuyện lớn như có con rơi hay bị mấy người phụ nữ lợi dụng. Nhưng mẹ ơi, nếu cứ để thế này mãi thì cũng không được à. Bố mà cứ thế không ai quản lý được. Có ngày xảy ra chuyện lớn đấy. Mẹ chồng tôi lửa mắt. Hay còn nghĩ... Mẹ ở nhà xem bố thế nào chứ? Mẹ chồng tôi lừa mắt. Nhưng tôi phải đi trông con cho cái bích, chứ có phải đi chơi đâu. Già dạ rồi thì phải nghĩ cho con cháu. Những lời của mẹ chồng làm tôi càng thêm băn khoăn. Tình cảnh này khiến cả nhà đang thấy áp lực, bởi nếu không khéo, mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Dạo này bố chồng tôi càng có nhiều biểu hiện lạ lùng. Lúc nào ông cũng ôm khư khư trước điện thoại, khóa màn hình bằng mật khẩu mà không cho ai trong nhà biết mỗi khi có người lại gần ông nhanh chóng cất điện thoại vào túi ánh mắt lấm lét như sợ bị phát hiện những dấu hiệu này càng khiến tôi nghi ngờ đặc biệt là sau những lần mẹ chồng từ hà nội gọi về than phiền về việc gọi mãi mà bố không bắt máy một buổi tối khi ông vừa đi ra ngoài tôi ngồi với chồng không kìm được tôi liền nói anh à dạo này em thấy bố có nhiều biểu hiện lạ lắm ông cứ cài mật khẩu điện thoại ôm khư khư cả ngày anh có để ý không chồng tôi lắc đầu gượng gạo đáp chắc bố có việc cần xử lý cũng có thể ông bấm nhầm chứ không phải cố tình cài mật khẩu làm gì đâu dù chồng nói vậy tôi không yên tâm khi bố chồng tôi ra ngoài tôi quyết định kiểm tra điện thoại của ông dù phải loay hoay mãi với mật khẩu cuối cùng tôi cũng mở được máy điều đầu tiên tôi làm là giả soát các ứng dụng nhắn tin trong lúc kiểm tra tôi phát hiện ra một số điện thoại lạ mà bố thường xuyên liên lạc tôi nghĩ chuyện gì đây Người này là ai vậy? Khi mở thùng rác của tin nhắn, tôi bàng hoàng khi thấy một tin nhắn từ người phụ nữ lạ với nội dung là địa chỉ của một nhà nghỉ. Lời lẽ trong tin nhắn rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Nhà nghỉ Hoa Lan Tím, hôm qua em làm ở đấy, anh qua lúc nào cũng được ạ. À? Bên cạnh đó, tin nhắn từ bố chồng gửi lại còn gọi người phụ nữ kia là em và hỏi thêm chi tiết về quán cô ta làm, địa điểm có gần một chỗ mà ông quen không? Ngày lúc đó tôi gần như sụp đổ. Bố chồng mình đang làm cái gì thế này? Tôi đã nghi ngờ từ lâu nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại rõ ràng đến thế. Tôi quyết định tìm thêm manh mối, lần theo số điện thoại kia trên mạng xã hội, không khó để tôi tra ra tên và mặt của người phụ nữ ấy, và từ đó tôi nhận ra rằng đây không phải lần đầu bố chồng dính vào chuyện như thế này, có nhiều cuộc trò chuyện khác đã bị xóa sạch nhưng dấu vết để lại vẫn còn. Tối hôm đó khi ngồi xuống ăn cơm Tôi không thể giữ im lặng được nữa Trong bữa cơm tôi cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng lòng dối bời Khi bố chồng vừa rời khỏi bàn ăn để vào phòng Tôi liền nhìn chồng cố gắng nhỏ giọng Để không ai nghe thấy Anh này Em phải nói chuyện này với anh Chuyện rất nghiêm trọng à Mà em không thể nói với bố được Bố cổ hủ lắm Chỉ nghe lời anh thôi Chồng tôi nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại Sao thế Có chuyện gì mà em căng thẳng vậy Tôi ngần ngại một lát rồi quyết định kể hết những gì mình phát hiện ra. Em phát hiện ra bố có liên lạc với một người phụ nữ, địa chỉ ở nhà nghỉ, còn ở trong tin nhắn. Em đã tra ra thông tin của cô ta rồi, anh phải nói chuyện với bố thôi, em không dám. Ông mà biết em lục điện thoại của ông, chắc em chết với ông mất. Chồng tôi nghe xong mặt đanh lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Em chắc chứ, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Tôi gật đầu giọng lo lắng. Em chắc chắn, Tin nhắn vẫn còn trong thùng rác Em không biết phải làm gì Chỉ có anh là người duy nhất có thể nói với bố Nếu em nói ông sẽ nổi giận mất Chồng tôi thở dài Khuôn mặt đam chiêu hẳn lên Anh đặt bát cơm xuống bàn Suy nghĩ một lúc rồi nói Được rồi để anh lo Bố vốn cục tính Nhưng anh sẽ cố gắng nói chuyện với ông Nhưng em phải nhớ Đừng tự ý động vào chuyện này thêm nữa Kẻo ông biết thì càng dối thêm Dù đã nói chuyện với chồng Trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng Mỗi lần nhìn bố chồng ôm khư khư trước điện thoại Ánh mắt tôi lại như bị hút vào phía đó Mẹ chồng tôi không hề biết gì Bà chỉ hay gọi về hỏi han Còn trách nhẹ nhàng Con ơi Dạo này bố mày hay đi sớm về quê nữa không Tôi chỉ dám đáp nhẹ Dạ bố cũng ít đi rồi mẹ à Ừ ở nhà để ý ông ấy đây Ông ấy già rồi lại dựng mỡ Nói xong mẹ chồng tôi tắt phục máy Tôi ngồi trong phòng Cảm thấy đầu óc rối tung lên mỗi lần nhìn bố chồng tôi đi tối ngày là lòng tôi lại hoang mang mẹ chồng thì luôn điều khiển từ xa bắt tôi giám sát bố chồng thấy tôi ngồi thử người ra đấy chồng tôi bước vào phòng đặt tay lên vai tôi anh sẽ nói với bố sớm thôi em đừng lo quá chuyện này mình phải giải quyết từng bước một bố bảo thủ lắm nhưng không thể để thế mãi được tối hôm ấy chồng tôi quyết định thẳng thắn đối chất với bố anh lựa lúc bố ngồi uống nước liền tiến đến giọng điềm tĩnh bố à con biết hết rồi bố không thể tiếp tục qua lại với hạng gái điếm như thế được đâu ạ à? bố chồng tôi nổi sung lên khi thấy con trai nói vậy mày nói cái gì mà gái điếm ở đây vớ vẩn miệng ông nói cứng thế nhưng chân định rời đi thì bị chồng tôi giữ lại bố bố ngồi xuống nói rõ ràng đi ạ à? con biết hết cả rồi cô ta ba mươi tuổi làm ở nhà nghỉ hoa lan tím cô ta còn nhắn tin với bố như kiểu gà gẫm cặp kè việc này không ổn chút nào đâu ạ à? Bố chồng nghe thấy lập tức cáu Ông không còn giấu diêm nữa Đáp lại bằng giọng hậm hực Chúng mày theo dõi tao đấy à Con không theo dõi à Là con đình cờ nhìn thấy Chồng tôi nói dối vậy Lần này thì bố chồng tôi nổi cáu lên luôn Ông đặt mạnh chén nước xuống bàn Ông quát ôm lên Chúng mày cấm tao xem phim mát mẻ Giờ tao đi giải tỏa Thì chúng mày cũng cấm nốt Tao là đàn ông chứ không phải là đàn bà đâu Mà tao cũng nói luôn cho vợ chồng mày hiểu Tao 60 tuổi, chứ không phải là 6 tuổi. Tao tự biết phải làm gì. Chúng mày đừng có quản lý tao như con chúng mày. Chồng tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục. Nhưng bố ra ngoài chơi gái như thế là không được à? Con đọc tin nhắn cô kia. Cô ta đang muốn gạ bố cặp bồ đấy. Chuyện này nguy hiểm hơn bố nghĩ. Ngày đến đây, bố chồng càng nổi nóng. Ông gần như gào lên. Đúng đấy, con bé ấy thích tao. Nó cho tao ngủ miễn phí, thì tao tội gì mà từ chối. Đòi có những cái thú vui. Ở tuổi này, tao biết tìm niềm vui ở đâu nữa. Chồng tối thoáng chút bối rối trước lối suy nghĩ táo bạo, thậm chí ngược đòi của bố. Anh cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất kiên quyết. Bố ơi, không có bữa cơm nào là miễn phí đâu. Cô ta chẳng qua là đang tìm cách moi tiền lương hưu của bố thôi. Rồi một ngày bố sẽ thấy cô ta không chỉ muốn ngủ miễn phí mà còn lấy nhiều thứ khác nữa bố chồng tôi hơi tái mặt trước lời nói của chồng nhưng ông vẫn cố giữ vẻ cứng rắn giọng nói lạnh tanh đó là niềm vui tuổi xế chiều của tao vợ chồng chúng mày đừng có can thiệp sâu quá thành ra vô duyên đấy nhưng chồng tôi không chịu buông anh nghiêm giọng quyết ngăn cản bố bố có nghĩ đến chuyện nếu cô ta có thai hoặc bố bị lây bệnh không những bệnh truyền nhiễm mà bố không lường trước được đấy rồi đến lúc mọi người biết cả dòng họ biết họ sẽ cười nhạo cho, chuyện này không thể đùa được đâu ạ." À? Ông hơi khựng lại nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chồng tôi thấy thế, lập tức lấy điện thoại, mở mấy trang về bệnh lê qua đường tình dục rồi chìa ra trước mặt bố. "Đây, bố xem đi, đây là mấy căn bệnh có thể lây từ những người như cô ta, nhìn mà biết sợ, còn không đùa đâu." Bố chồng tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh và video về những căn bệnh khiến ông dần lặng thinh, có lẽ đây là cách duy nhất khiến ông phải suy nghĩ lại. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng video chạy trên điện thoại. Ông nhìn chăm chú, không còn vẻ giận dữ như lúc đầu. Có lẽ sự sợ hãi đã dần len lỏi vào suy nghĩ của ông. Chồng tôi nhìn ông mà thở vào. Hy vọng đây là cách duy nhất để bố hiểu được sự nghiêm trọng của việc ông đang làm. Tôi ngồi nghe chồng kể lại cuộc đối thoại giữa hai bố con mà lòng nhẹ nhõm đôi chút. Tôi hiểu quá rõ những người tính cục cằn cổ hủ và gia trưởng như bố chồng. Khi đã mê mẩn gái trẻ thì khó mà dừng lại, họ sẽ bất chấp, không nghe ai hết. Nếu không khéo léo, có khi chuyện này sẽ làm tan cửa nát nhà. Chồng tôi cũng lo lắng không kém. Anh biết dù có đưa ra được lý lẽ hay cảnh báo về những hậu quả, nhưng liệu ông có nghe không, có thay đổi không vẫn là một dấu hỏi lớn. Sau cuộc đối thoại, anh trầm ngâm suy nghĩ mãi, cuối cùng bảo tôi. Em à, anh cũng không chắc cách làm vừa rồi có giải quyết được triệt để không chuyện này còn dài không thể chỉ dừng ở đó đâu có khi phải bắt đầu từ mẹ thôi tôi quay sang nhìn chồng thắc mắc ý anh là sao anh thở dài giọng lo lắng anh nghĩ đời sống vợ chồng của bố mẹ không ổn mẹ thì suốt ngày ở hà nội với chị bích bỏ bố một mình ở nhà đàn ông cũng có nhu cầu cô đơn nhưng không nói ra mình phải khéo léo thăm dò xem thế nào nếu có thể em nói mẹ về nhà với bố nhiều hơn đừng để ông một mình nữa tôi nghe thấy cũng hiểu ý đúng là có những điều tế nhị mà đàn ông như bố chồng không bao giờ nói thẳng ra nhưng cảm nhận được sự cô đơn buồn chán thì rất rõ đặc biệt là với tính cách cục cằn như bố chồng càng dễ dẫn đến việc ông tìm niềm vui bên ngoài khi không có ai ở cạnh chồng tôi nói đúng nếu không tìm cách giải quyết từ gốc rễ chuyện này có thể kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn em hiểu rồi để em khéo léo thăm dò xem thế nào. Chúng tôi biết, dù chuyện này khó xử, nhưng gia đình là quan trọng. Nếu để bố chồng tiếp tục đi sai đường, hậu quả sẽ rất nặng nề, không chỉ với ông mà còn với cả gia đình. Sau khi nghe lời chồng, tôi bắt đầu chuyển sang tâm sự do hỏi mẹ chồng. Tôi không dám nói thẳng, chỉ bóng gió đề cập chuyện chăn gối của tuổi xế chiều. Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng đã ông ổng lên giọng chuông hoa Ôi giời, già rồi còn ham hố cái gì nữa. Đấy là lời ngụy biện của mấy lão dê già thôi. Nhà còn bao nhiêu việc phải lo, tôi còn phải lên Hà Nội trông cháu, để chúng nó còn đi làm. Còn ông ở nhà thì suốt ngày dở hơi, cứ bảo tôi ở nhà mà ôm nhau đấy à. Mới nói đến đó mà mẹ chồng đã nhảy đồng lên, giọng bà vang khắp nhà. Ngay sau đó mẹ leo lên nhà trên, giọng oang oang, không thèm kiêng nẻ gì nữa. Mấy lão già rừng mỡ, xem nhiều thứ bậy bà vào, rồi đầu óc u mê, có khi lại chết sớm vì mấy cái trò ấy chứ chẳng đùa đâu Những lời nói sắc bén của mẹ chồng Như châm ngòi cho cơn giận dữ của bố chồng Ông đang ngồi uống trà Nghe thấy liền tức giận đến điên người Mặt ông đỏ phừng phừng Không nói một lời Chỉ đứng dậy đi thẳng vào phòng Đóng sầm cửa lại Tiếng cửa vang lên rõ mồn một, một Đủ để biết ông tức đến mức nào Tôi ngồi đó chỉ biết tỏ dài Bao nhiêu công sức của vợ chồng tôi Kéo bố chồng trở lại với gia đình Giờ lại bị mẹ chồng phá tan tành Bà nói thẳng nói thật Nhưng không biết rằng Lời nói của mình đã làm tổn thương ông sâu sắc thế nào Tối hôm đó Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức khó chịu Bố mẹ chồng giận nhau Không ai thèm nói với ai Mẹ chồng cứ lầm bầm trách móc Còn bố chồng thì đóng cửa im lặng trong phòng Chẳng thèm bước ra ngoài Tôi biết mâu thuẫn đã leo thang Và không dễ gì để hòa giải Sáng hôm sau Chị biết gọi điện cho mẹ chồng dục mẹ lên Hà Nội để trông cháu mẹ chồng nghe xong chẳng ngần ngại đồng ý ngay lập tức mẹ lên luôn đây định ở nhà mấy hôm nhưng mà nhìn thấy mặt ông ấy là mẹ khó chịu ở với nhau cả đời rồi mà giờ cứ như thế này đây chịu hết nổi bà thế là bà đi chẳng cần đắn đo bà thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng lên hà nội với chị bích nhà chỉ còn lại tôi và bố chồng không khí nặng nề hơn bao giờ hết mọi thứ dường như đã đổ vỡ chẳng còn cách nào để vá víu lại nữa một hôm chồng tôi vừa về đến nhà thì mặt mũi hầm hầm anh bảo tôi em à bố lại không về nhà anh nghe người ta nói thì ông đi với cô gái kia nữa rồi tôi thở dài định khuyên anh bình tĩnh thì điện thoại của anh đổi chuông là bố chồng gọi anh nghe máy giọng bố tôi đầu dây bên kia vang lên gấp gáp con ơi bố bố bị lừa rồi chồng tôi sững người lại bị lừa bố nói rõ đi chuyện gì vậy bố chồng tôi nói nhanh Còn bé ấy Nó nói là muốn mua nhà cấp 4 Để gặp nhau cho tiện Không phải ra nhà nghỉ nữa Bố đưa cho nó 200 triệu tiền tiết kiệm Giờ nó biến mất rồi Chồng tôi choáng váng Bố, bố làm sao lại đưa tiền cho nó Bố không biết là nó chỉ muốn lợi dụng tiền của bố thôi sao Bố bình thường kiệt sỉ từng đồng Sao giờ lại bỏ ra số tiền lớn thế này cho nó Giọng bố chồng đầy hối hận run rẩy Bố cũng không hiểu sao lại thế nó nói ngọt quá, bố tin tưởng, giờ bố không biết phải làm sao đây. Rồi hôm đó, sau khi chồng tôi vào phòng bố chồng để nói chuyện, tôi đứng bên ngoài nghe tiếng chồng khuyên nhủ. "Bố ơi, chuyện xảy ra rồi, giờ mình phải tìm cách giải quyết, nhưng bố đừng làm gì nữa, dừng lại trước khi quá muộn, nếu chuyện này để lộ ra, không chỉ mẹ mà cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng." Bố chồng thở dài, giọng ông đầy hối hận. "Bố biết bố sai rồi." Bố không hiểu sao mình lại dại dột đến thế mấy chục năm tiết kiệm giờ mất sạch chỉ vì con bé đó chồng tôi nói tiếp không sao đâu bố tiền có thể kiếm lại nhưng quan trọng là bố phải dừng ngay nếu bố tiếp tục liên lạc với cô ta chuyện còn tệ hơn nữa bố mà dính thêm vào không chỉ tiền mất mà danh tiếng gia đình cũng tan nát bố tôi ngồi im lặng cuối cùng ông nói giọng nhỏ nhẹ bố hứa bố sẽ không liên lạc với nó nữa. Bố đã thấy hậu quả rồi. Sau khi biết chuyện bố chồng bị lừa 200 triệu tiền tiết kiệm, cả tôi và chồng đều choáng váng. Chúng tôi hiểu, nếu để mẹ chồng tôi biết chuyện này, thì chắc chắn bà sẽ làm loạn lên. Lúc đó, gia đình sẽ không thể nào yên được. Bà thì tính đồng bóng, bọc trực, thẳng thắn và nóng nảy. Một khi đã biết, mẹ chồng tôi sẽ gào ầm mỹ khắp nơi, không kiêng nể gì ai. Vì vậy, chúng tôi quyết định không kể chuyện này cho mẹ chồng tôi ngồi thử ra sau khi nghe bố thú nhận anh quay sang tôi giọng đầy lo lắng em à chuyện này không thể để mẹ biết được bà mà biết thì chắc sẽ làm loạn cả nhà lên mất chỉ cần giữ giữa ba người mình thôi tôi gật đầu đồng ý em cũng nghĩ thế bố đã lỡ rồi giờ mình phải tìm cách xử lý chứ mẹ biết thì nhà cửa còn nát hơn một buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm điện thoại tôi rung lên là mẹ chồng gọi tôi vội nghe máy con à, dạo này bố con có vẻ lạ lắm. mẹ thấy ông đi ra ngoài nhiều hơn, rồi có hôm về muộn. con để ý bố xem, có chuyện gì thì phải báo cáo cho mẹ biết ngay nhá. tôi lúng túng đáp qua loa. dạ, bố vẫn bình thường mẹ ạ. À. chắc bố đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi. mẹ chồng không chịu. khuây khỏa cái gì mà khuya thế? tao mà về là tao hỏi cho ra lẽ đấy. tôi không dám nói gì thêm, chỉ vội vàng kết thúc cuộc gọi, lòng tôi đầy lo lắng nhưng tôi biết việc sự bí mật là quan trọng nhất. Sáng hôm sau, sau khi mẹ chồng hỏi Han và vẫn không ngừng nghi ngờ, chồng tôi đi bên cạnh tôi nói nhỏ: anh lo lắm, mẹ cứ quan sát từ xa, rồi hỏi Han liên tục. Em phải khéo léo, nói mẹ ở trên Hà Nội với chị Bích lâu lâu đi, đừng có mà về nhà ngay, không thì tình hình càng rối đấy. Em biết rồi, để em nói chuyện với mẹ, trừ mẹ mà về đúng lúc này, chắc chắn bà sẽ phát hiện ra và làm um lên thế là chúng tôi quyết định giữ kín chồng tôi đã chuẩn bị liên lạc với luật sư để tìm cách giải quyết số tiền bị lừa nhưng không muốn bố dính lưu thêm bất cứ chuyện gì với cô gái kia nữa mỗi lần nhìn bố chồng ngồi thở ra ở góc nhà tôi chỉ mong ông giữ đúng lời hứa không để mọi chuyện đi xa hơn một tháng sau sự cố mất tiền mọi thứ dường như lại trở nên êm ả bố chồng tôi ở nhà nhiều hơn không còn ra ngoài nhiều nữa tuy nhiên có lẽ do buồn chán ông lại bắt đầu xem những bộ phim mát mẻ như trước. Thực lòng mà nói, tôi cũng không trách được ông. Tuổi già, không có gì làm, mẹ chồng lại suốt ngày trên Hà Nội, cũng khó mà giữ ông khỏi những thú vui ấy. Một buổi trưa, chồng tôi ngồi uống cà phê với anh bạn đồng nghiệp, một người bạn thân cùng cơ quan. Sau khi bàn chuyện công việc qua loa, câu chuyện dần chuyển sang những vấn đề riêng tư. Anh Tuấn là kiểu người phóng khoáng hay bông đùa nên chẳng ngần ngại mà nói thẳng. Này Nam, dạo này thì ông căng thẳng lắm lại chuyện nhà cửa à hay là bà xã hành nữa chồng tôi cười trừ thở dài không phải là vợ mà là bố già ở nhà anh tuấn nhún mày sao thế ông cụ già rồi còn chuyện gì mà căng thẳng chồng tôi ngập ngừng một chút rồi thở dài ông già nhà tôi lại vướng vào mấy chuyện không hay mê gái trẻ suốt ngày xem phim đen còn bị một cô lừa tiền nữa giờ ông cứ quanh quần ở nhà mà không biết làm sao cho ổn nghe đến đây anh tuấn phỉ cười vỗ vai chồng tôi một cái thế thì đơn giản thôi mà ông già có nhu cầu mà tuổi này thì chẳng có ai lo được cho ông ấy rồi mấy cái chuyện đó thì cứ giải quyết một lần cho xong đỡ phải cặp bổ bịch rồi dính vào mấy cô lừa đảo chồng tôi nhíu mày tò mò ý ông là sao anh tuấn bật cười hả hê giọng đầy hài hước thì đưa ông cụ đi giải quyết chứ sao Chứ để ông cụ một mình mãi rồi sinh chuyện Đàn ông có tuổi rồi Mà còn nhu cầu Không giải tỏa được Thì dễ lạc đường lắm Ông cứ tìm một chỗ an toàn Dưới sự kiểm soát của ông Vậy là yên tâm Chồng tôi ngẩn người một lúc Rồi dần hiểu ra Ý ông là đưa bố tôi đi Bóc bánh trả tiền á à? Anh Tuấn gật đầu cười khoái chí Chứ còn gì nữa Ông không biết cái này là giải pháp hoàn hảo sao Vừa an toàn vừa khỏi bị lo lừa mà chỉ cần ông giám sát thì chẳng có gì phải lo cả chồng tôi cười trừ vẫn còn bối rối tôi cũng không biết có nên không nhưng nghe ra cũng hợp lý ông ấy cũng buồn chán ở nhà mà không có cách nào giải tỏa anh tuấn nheo mắt nhìn chồng tôi vỗ vai một cái rõ mạnh tôi nói thật đấy ông cứ làm thử đi rồi ông sẽ thấy kết quả chứ để cụ nhà ông ở nhà mãi mà không giải quyết gì dễ gặp chuyện to hơn đấy cuối cùng Chồng tôi cũng gật đầu đồng ý, quyết định thử cách của anh Tuấn. Dù sao cũng là cách tránh để bố mình bị lừa lần nữa, anh nghĩ thầm. Tối hôm đó, chồng tôi thực hiện kế hoạch bóc bánh cho bố chồng, anh đưa ông đến một nhà nghỉ khá sạch sẽ, có vẻ giá cao. Bố chồng vui mừng ra mặt, phấn khởi hẳn lên khi thấy con trai hỗ trợ. Khi vào nhà nghỉ, chồng tôi thương lượng với chủ, tìm cho bố một cô tầm 40 tuổi, vừa phải không quá trẻ. Ông chủ nhà nghỉ nghe vậy, thì ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng tôi, tưởng rằng gu của anh có gì đặc biệt. Ông ta ngập ngừng hỏi. Anh thích kiểu người lớn tuổi thế à? Nghe thấy câu đó, bố chồng tôi lập tức gạt phăng đi, mặt ông hớn hở. ấy chọn cô nào tầm 20 ý, đã mất tiền thì phải chơi cho đáng, chọn hàng già làm gì? Chồng tôi đứng hình trước lối ăn chơi sành điệu của bố chồng, không biết nói gì thêm, anh chỉ lắc đầu, rồi cũng chiều lòng bố một lần, chọn cho ông một cô gái trẻ đẹp tươi tắn. Sau khi lo xong thủ tục cho bố, chồng tôi chạy ra quán nước gần đó ngồi chờ. Anh gọi một ly trà đá, ngồi nhìn đồng hồ canh giờ để đón bố về. Cứ như thể anh đang làm nhiệm vụ gì đó đầy trách nhiệm vậy. Tầm một giờ sau, bố chồng tôi bước ra khỏi nhà nghỉ, mặt mũi hớn hở, tươi cười như vừa được giải tỏa hết mọi căng thẳng trong cuộc sống. Về nhà, ông thay đổi hẳn, vui vẻ và thoải mái ra mặt. Tôi nhìn mà ngạc nhiên, không hiểu chồng tôi đã dùng cách gì để cảm hóa được bố chồng như thế. Buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi tò mò hỏi. Anh làm cách gì mà bố thay đổi thái độ nhanh thế? Chồng tôi cười cười, rồi chỉ nói ngắn gọn. Anh có cách riêng mà, miễn là bố không còn dính líu đến những cô lừa đảo kia nữa là được. Từ khi chồng tôi quyết định, mỗi tháng đưa bố chồng đi giải quyết, mọi chuyện dường như đã thành thói quen. Bố chồng tôi mỗi lần đến kỳ lại phấn khởi chuẩn bị hệt như một chuyến đi chơi dài ngày. Lần này, ông còn chọn hẳn một homestay mới khá sang trọng, trang trí lãng mạn. Sáng hôm đó, ông ngồi ngoài sân uống trà, nhưng mắt thì cứ dán vào đồng hồ, lâu lâu lại liếc nhìn chồng tôi thúc giục. "Con chuẩn bị xong chưa? Đi sớm kẻo hết phòng đẹp bây giờ." Chồng tôi vốn là người ít khi trai y bố, chỉ thở dài cười gượng đáp, "Bố cứ từ từ, con đang chuẩn bị xong đây." mà lần này bố cẩn thận nhá, đừng để ai nhìn thấy. Bố chồng tôi bật cười ha hả, vỗ vai con trai, giọng đầy phấn khích. "Yên tâm đi, tao tìm được chỗ mới này vừa kín đáo vừa sang trọng, phải chọn chỗ xịn chứ, cả tháng có một lần mà." Chồng tôi gật gù chẳng nói thêm, từ khi mẹ chồng lên Hà Nội trông cháu, bố chồng ở nhà một mình. Ông luôn cảm thấy buồn chán nên việc đi giải quyết này có lẽ là niềm vui duy nhất của ông là người con trai út. Chồng tôi hiểu điều đó nên cũng cố chiều lòng ông. Chiều thứ bảy, hai bố con lên đường, trên xe chồng tôi vẫn không quên nhắc, "Nhưng bố nhớ đây, phải dùng đồ bảo hộ đấy nha, không là dính bệnh đấy." Bố chồng tôi cười khẩy, giọng chắc nịch, "Bố biết rồi, mày không phải nhắc." Thì con cứ nhắc thế, đùng một cái, con lại có em trai thì mệt lắm. Chiếc xe chạy một đoạn dài, hai bố con đến một homestay mới khai trương, không gian ở đây thật khác hẳn vừa lãng mạn vừa sang trọng hơn hẳn mấy nhà nghỉ trước đây bố chồng tôi từng chọn. Ông hào hứng bước xuống xe, ngắm nghía quanh khu homestay, thầm tấm tắc khen. Đấy, bố đã bảo mà, chỗ này đáng tiền, sang trong hẳn, phải đi mấy chỗ thế này mới xứng. Chồng tôi mỉm cười lắc đầu, đưa bố và lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh dự định ra quán nước bên ngoài như mọi lần để chờ đợi nhưng đời không ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma vừa khi chồng tôi mở cửa xe bước ra bạn của chị bích tình cờ nhìn thấy anh cùng một cô gái trẻ đẹp bước vào homestay bạn của chị bích đứng gần ở quầy lệ tân nhìn cảnh chồng tôi đi vào cùng cô gái lạ nhìn là biết gái bao rồi còn bố chồng tôi lặng lẽ đi sau tay xách túi đồ cô ấy không biết rằng người đi sau mới chính là nhân vật chính trong đầu cô bạn liền thoáng qua một câu hỏi ôi Sao lại có chuyện này nhỉ Em trai cái Bích mà lại dính vào chuyện cặp bồ á Ngay lập tức Cô bạn gửi tin nhắn cho chị Bích Chị Bích ơi Em vừa thấy em trai chị Dẫn gái vào homestay đấy Nhắn rồi Cô bạn đó còn không quên chụp một bức ảnh Gửi qua zalo cho chị Bích Chồng tôi sau khi lo liệu xong cho bố Thì bước ra ngoài Ngồi ra phía sảnh chờ đợi Gọi một ly cà phê như mọi lần Anh ngồi đó kiên nhẫn đợi bố giải quyết mắt vẫn liếc nhìn đồng hồ để tính giờ đón bố về nhà tin tức đã được bay đến hà nội nhanh như một cơn gió chị bích vừa nhận được ảnh gửi đến nhìn vào tấm ảnh là chồng tôi đứng cạnh một cô gái trẻ nhưng quan trọng người đứng sau là bố chồng tôi chị bích vốn nồng tính y như mẹ chồng tôi vậy chị hốt hoảng gào um nhà lên mẹ ơi mẹ nhìn này thẳng út nhà mình dẫn gái vào homestay đã vậy còn đi cùng cả bố nữa chuyện quái gì đang xảy ra vậy Chồng chị Bích nghe thấy vậy thì cười đùa Ái chà Chú út chơi lớn thế Định chơi xăm đấy cơ à Nghe chồng mỉa mai em trai và bố chồng mình như thế Chị Bích gào lên Xăm cái gì mà xăm Anh có muốn tôi xăm vào mặt anh không Đang điền hết cả người lên đây Chồng chị vốn tính nhường nhịn vợ Thấy gia đình vợ đang bất ổn Nên nhanh trí bế con gái vào giường ngủ cho lành Chị Bích quay sang bảo mẹ Còn không biết chuyện gì nữa Nhưng sáng mai con đưa mẹ về quê ngay ạ à. Mẹ chồng tôi vừa nghe xong, không khỏi dưỡng sở. Cả hai người nhanh chóng thu xếp mọi việc rồi tức tốc về quê ngay sáng hôm sau. Còn chồng tôi, sau khi đưa bố đi xong, vẫn chưa hề biết rằng một cơn bão sắp ập đến. Buổi sáng hôm đó, khi mẹ chồng và chị Bích về đến nhà, không khí gia đình giống như cơn bão sắp sửa quét qua. Mẹ chồng tôi không điểm đạm như những lần trước. Lần này, bà hầm hầm bước vào, không thèm nói với ai một câu, mắt nhìn thẳng vào chồng tôi với ánh mắt như muốn thiêu đốt. Chị Bích đi theo sau, giọng trách móc không ngớt và cuộc họp gia đình như lúc đầu tôi kể đấy. Và sự thật đó đã khiến bà ngất lịm. Nhà tôi hốt hoảng đưa bà vào viện nhưng bà chỉ ở viện đúng 3 ngày là đòi về nhà bằng được. Ba hôm sau, cơn bão lại tiếp tục ập đến gia đình tôi. Chị Bích đưa mẹ chồng tôi về nhà, khuôn mặt hai người vẫn chưa hết tức giận. Chị Bích vẫn lên tiếng trách móc Nam à, mày đúng là vẽ đường cho hiêu chạy. Chồng tôi đứng lặng, chưa kịp mở miệng, thì mẹ chồng đã vung tay lên, chỉ thẳng vào mặt anh, giọng bà vút cao, gần như là hét. Mày làm con mà như thế đấy à? Mày hùa với bố mày vào mấy trò hư hỏng. Tao đã nói rồi, không có chuyện nào qua mặt được tao. Bố mày đã thế, giờ mày lại tiếp tay. Thế này thì còn ra cái nhà cửa gì nữa? Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống ghế, vùng tay đập mạnh xuống bàn, giọng đầy tức tối. Tào lên Hà Nội trông cháu, tưởng ở nhà có chồng có con, ai ngờ bố mày lại hư đốn đến thế này. Còn mày nữa, mày nghĩ mày là con tao mà làm gì cũng được à? Mày có biết làm con là thế nào không? Mày có hiểu tao chịu khổ bao nhiêu năm nay không?" Bà nói giọng nghẹn lại, mắt bà đỏ hoe, ánh lên một nỗi bực tức sâu sắc, cảm giác của một người phụ nữ đã dồn nén quá nhiều cảm xúc và bây giờ những uất ức ấy bùng nổ chồng tôi cố gắng lên tiếng giọng nhỏ nhẹ. "Mẹ à, con biết việc làm của con sai, nhưng con cũng chỉ vì lo cho bố, không muốn ông lại gặp phải rắc rối như trước." Nhưng trước khi anh nói hết câu, mẹ chồng lại hét lên đập mạnh tay xuống bàn. "Lo cái gì, rắc rối nào? Mày lo cho bố hay mày hùa với bố để chơi bời bậy bạ? Cả cái gia đình này mà nghe theo mày thì chỉ có mà tan nát." Tôi biết Chồng tôi không dám nói ra sự thật Chuyện bố tôi mất 200 triệu Anh cứ thấy đứng im mà chịu trận Lúc này tôi khẽ đưa tay chạm vào vai anh Nhắc nhở bằng ánh mắt Anh hiểu rồi tiến lại gần mẹ Ngồi xuống bên cạnh bà Giọng điềm tĩnh Nhưng đẩy nỗi lo lắng thật sự Mẹ à Con không hề có ý để bố làm những điều không đúng Con biết mẹ vất vả suốt bao nhiêu năm Nhưng con chỉ muốn giúp bố không bị lửa nữa Mẹ hiểu mà Bố ở nhà một mình không có ai bên cạnh nên con mới phải tìm cách giải quyết con xin lỗi mẹ xin lỗi bây giờ mày xin lỗi tao thì có ích gì từ lúc tao sinh mày ra đến bây giờ mày đã làm được cái gì ra hồn chưa bố mày thì đổ đốn bây giờ mày lại hùa vào tao đến là nhục chồng tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn mẹ à con biết mẹ giận nhưng mẹ nghe con nói đã con làm sai nhưng nếu mẹ có ở nhà có lẽ mọi chuyện đã khác Câu nói của chồng tôi dường như chạm vào lòng mẹ chồng, khiến bà khựng lại, bà nhìn anh đôi mắt rưng rưng, rồi bật khóc. Thế đấy cả cái gia đình này đẻ hết lên vai tao, tao đi đâu cũng không yên, về nhà thì thế này, tao biết phải làm gì nữa đây? Nói rồi bà khóc, tôi hiểu rằng nỗi lòng của người mẹ chồng thực sự sâu sắc hơn những gì bà thể hiện. Bà không chỉ giận chồng tôi về việc đã làm, mà còn cảm thấy tủi thân bị buộc phải gánh vác quá nhiều thứ nhận thấy mẹ chồng bắt đầu dịu lại tôi nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh bà mẹ à con hiểu mẹ mệt mỏi bao nhiêu năm nay nhưng mẹ hãy thử nghĩ mà xem bố cũng cần có người bên cạnh Tuổi con không hề muốn mọi chuyện đi xa như thế bố cũng có nhiều tâm sự lắm mẹ ạ mẹ chồng ngẩng đầu lên nhìn tôi giọng vẫn còn đọng lại sự bực bội lại được cả mày hùa bênh bố con nó tôi khẽ mỉm cười mẹ à không phải là con bênh mà bây giờ bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, không nên để bố cảm thấy buồn, nếu bố có thêm những hoạt động vui cùng với mẹ, con tin bố sẽ bớt cô đơn và mọi chuyện sẽ không như thế này nữa." Chồng tôi tiếp lời, giọng đầy chân thành, "Mẹ à, con xin lỗi, con hứa từ giờ sẽ để ý đến bố hơn, con sẽ không để ông đi sai đường nữa." Sau một lúc, mẹ chồng thở dài, giọng bà bớt phần gay gắt. "Thôi được rồi, ta cũng chẳng muốn làm toáng lên nữa." Nhưng mày mà còn để chuyện này xảy ra lần nữa Thì đừng có mải trách tao Còn bố mày Tao sẽ nói chuyện với ông ấy Sau khi mẹ chồng bước ra ngoài sân Tôi với chồng chỉ biết nhìn nhau Trong lòng không khỏi lo lắng Mẹ chồng đã dịu đi Nhưng cơn bão này vẫn chưa qua Bà sắp đối mặt trực tiếp với bố chồng Người luôn tránh né mỗi khi bị trách mắng Tôi theo mẹ ra ngoài Chỉ đứng từ xa quan sát Mẹ chồng không kiềm chế được Vừa bước đến gần đã nói to lên Ông thì giỏi rồi phải không? Hơn 60 tuổi đầu rồi mà còn làm những trò này. Ông nghĩ tôi không biết ông làm gì sau lưng tôi à? Tôi lên Hà Nội chưa được bao lâu, ông đã như thế này rồi. Bố chồng ngồi im, cố gắng nhấp thêm ngụm trà, nhưng rõ ràng không thoát khỏi cơn bão sắp ập đến. Ông lầm lì không nói một lời, chỉ nhìn xuống nền đất trước mặt, không dám đối diện với bà. Mẹ chồng càng nói càng lớn tiếng. Tôi tưởng ông biết xấu hổ cơ. Ai rẻ vẫn trứng nào tật đấy Để con cái nó phải dắt đi những chỗ đó nữa Ông không biết giữ thể diện cho gia đình à Bố chồng tôi cuối cùng cũng bật lên Không còn nhịn được nữa Thì bà nghĩ tôi muốn thấy chắc Bà đi suốt Tôi ở nhà chán chả biết làm gì Cả tháng trời chẳng thấy mặt bà đâu Tôi còn biết làm gì Giọng ông cục cằn Thể hiện sự bực dọc Nhưng rõ ràng là đang né tránh trách nhiệm Mẹ chồng lắc đầu Giọng bà như gào lên Thế là ông đúng à Ông ra ngoài làm mấy cái trò đồi bại Rồi bảo tôi bỏ ông ở nhà Đấy là lý do Ông nghĩ gì mà lại thế à Còn mặt mũi nào mà nhìn con cháu nữa Bố chồng bỗng nhiên đứng bật dậy Nói lớn Thì bà thử về đây mà xem Cả tháng trời chẳng thấy đâu Bảo tôi ở nhà không biết làm gì Rồi bây giờ bà lại đổ hết lên đầu tôi Bà lúc nào cũng nghĩ mình đúng hết Nhưng thử đặt mình vào tôi mà xem cuộc tranh cãi giữa hai người trở nên gay gắt hơn mẹ chồng dường như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa bà tiến gần bố chồng tay run lên vì tức giận tôi bỏ nhà đi là vì ai vì con vì cháu còn ông ở nhà thì lại làm bậy giờ ông còn đổ lỗi tại tôi cả cái gia đình này mà tan nát thì cũng là tại ông đấy bà bà có bao giờ thực sự nghĩ đến cảm giác của tôi không mẹ chồng tôi ngẩng lên nhìn ông đôi mắt đỏ hoe sau những trận khóc Bà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ông còn nói được nữa sao? Chẳng lẽ tôi không lo cho cái nhà này đủ rồi à? Ông có bao giờ để tôi yên đâu. Không phải là tôi muốn làm bà mệt mỏi thêm, nhưng tôi, tôi vẫn là một người đàn ông, bà hiểu không? Tôi cũng có những cảm xúc, những mong muốn, đến cái tuổi này, bà nghĩ tôi không còn cảm giác nữa sao? Mẹ chồng tôi ngồi thẳng người lại, như thể bất ngờ trước những lời đó, bà nhìn ông Đôi mắt hơi nhíu lại, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Ông nói cái gì cơ? Già rồi còn ham hố cái gì? Ông không thấy chuyện mình làm là quá đáng lắm mà? Bố chồng khẽ thở dài, đôi tay ông run run trên mặt bàn, như thể đang bối rối không biết diễn đạt thế nào. Bà không hiểu đâu, tôi biết bà nghĩ tôi đã già, nhưng tôi vẫn có những nhu cầu, những cảm xúc, tôi không đòi hỏi gì quá đáng. Nhưng tôi vẫn là một người chồng Là một người đàn ông Chuyện vợ chồng Chuyện chăn gối Đâu phải chỉ là ham muốn của tuổi trẻ đâu Ông ngừng lại Đôi mắt như chứa đầy sự tổn thương Ông tiếp tục Giọng chậm rãi nhưng chứa đầy sự bất lực Những năm gần đây Bà có bao giờ thực sự để ý đến tôi không? Bà bận chăm con cháu Lo lắng cho chúng nó Nhưng bà có nhớ là tôi vẫn cần bà Tôi không muốn đi tìm niềm vui bên ngoài nhưng tôi cô đơn quá bà có hiểu được cái cảm giác của một người đàn ông lớn tuổi bị vợ mình hờ hững lạnh nhạt không mẹ chồng bàng hoàng những lời trách móc chuẩn bị thốt ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng bà không ngờ người đàn ông mà bà đã sống cùng suốt mấy chục năm lại nói ra những điều như thế bà ngồi im cảm thấy một cơn rối loạn trong lòng nhưng không biết đáp lại ra sao bố chồng tôi tiếp tục giọng ông giờ đã lạc đi như thể những lời nói này đã chất chứa trong lòng ông quá lâu mà không có ai để chia sẻ. Tôi không trách bà lo cho con cháu, nhưng bà có bao giờ nghĩ đến tôi? Đêm nằm cạnh nhau, tôi chỉ muốn ôm bà, nhưng bà cứ tránh ra, cứ dãy nảy lên như tôi đang làm điều gì sai trái. Tôi biết tôi già rồi, nhưng tôi vẫn là chồng bà, tôi vẫn có cảm giác, vẫn cần sự quan tâm từ người vợ của mình. Nhưng mỗi lần động vào bà, bà lại bảo già rồi ham hố mẹ chồng tôi lặng đi đôi mắt chớp chớp liên tục những lời của ông như tưởng mũi sao nhỏ đâm vào tim bà bao nhiêu năm qua bà đã mải lo cho con cháu mà quên mất người đàn ông bên cạnh mình cũng có những nỗi niềm riêng bà bỏ qua điều đó bỏ qua người bạn đời của mình chỉ vì nghĩ rằng tuổi già không cần thiết những cảm xúc ấy nữa bà cất tiếng nhưng giọng bà không còn gay gắt nữa mà mềm đi run run ông ông nói thật lòng đấy à bố chồng khẽ gật đầu đôi mắt ông ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm thật lòng đấy bà à tôi không còn trẻ trung gì nữa nhưng tôi vẫn cần bà chuyện vợ chồng không phải chỉ là ham muốn mà là sự gắn kết sự sẻ chia bà có bao giờ hiểu được nỗi cô đơn của tôi không bà đi suốt rồi khi về nhà bà lại chẳng thèm để ý đến tôi Mẹ chồng đưa tay lên, lau những giọt nước mắt vừa tuôn ra. Bà chợt nhận ra, bao năm qua bà đã vô tình bỏ qua người đàn ông, đã đồng hành với mình cả cuộc đời. Không phải vì ông ham hố chuyện chăn gối, mà vì ông vẫn muốn được cảm nhận tình yêu thương từ người vợ. Bà ngồi đó, lặng lẽ nhìn ông, đôi tay run run nằm lấy tay chồng, khẽ nói. Tôi không nghĩ rằng ông lại cô đơn như thế. Tôi cứ tưởng ông không cần nữa nhưng hóa ra tôi đã sai bố chồng nhìn bà mắt ánh lên sự cảm thông nhưng không có sự trách móc nào thêm nữa ông chỉ khẽ gật đầu bà không biết thôi tôi đâu cần gì nhiều chỉ cần bà hiểu chỉ cần bà không đẩy tôi ra xa chúng ta đã sống với nhau cả đời đâu phải vì tuổi tác mà bỏ qua những điều đó được cả hai ngồi lặng trong đêm khuya không còn những lời trách móc hay cãi vã Bà đã nhận ra rằng, trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi những điều tưởng chừng như đã không còn quan trọng lại là sợi dây vô hình giữ chặt tình cảm vợ chồng. Ông cũng nhận ra rằng, không chỉ có sự giận dữ hay bất mãn mới giải quyết được vấn đề, mà chính là sự sẻ chia mới có thể gắn kết họ lại với nhau. Đêm đó trong ngôi nhà nhỏ, có lẽ họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết. Sau biến cố, tôi nhận thấy mẹ chồng bắt đầu thay đổi dù bà không nói ra bà ít đi hà nội hơn dành nhiều thời gian ở nhà bên cạnh bố chồng những buổi sáng thay vì vội vã thu xếp hành lý để lên thành phố bà ngồi lại với ông trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa sáng không còn nói những lời cay nghiệt như trước và cũng không tránh né những cử chỉ nhỏ của ông một lần khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp mẹ chồng ngồi xuống bên cạnh tôi khẽ nói con thấy mẹ có thay đổi nhiều không tôi quay lại nhìn bà vẽ cười đáp dạ con thấy mẹ chăm bố nhiều hơn trước ạ à? bà nhìn xa xăm giọng dịu lại mẹ biết là bao năm qua mẹ mải lo con lo cháu nhưng bỏ qua ông ấy là mẹ sai bố con cũng là người cũng cần được quan tâm già dạ rồi tưởng đâu không cần gì nữa nhưng hóa ra họ vẫn có những nỗi niềm mà mình không hiểu hết được tôi gật đầu cảm nhận được sự thật lòng từ lời nói của mẹ có lẽ sau cuộc trò chuyện hôm đó, bà đã nhận ra rằng tình cảm vợ chồng dù đã nhiều năm vẫn cần được nuôi dưỡng. Một buổi tối nọ, khi cả nhà ngồi xem TV, tôi thấy ông lặng lẽ nắm tay mẹ chồng, điều này dường như rất nhỏ bé, nhưng với một người đàn ông đã cục cằn, ít thể hiện tình cảm như bố, đó là một bước tiến lớn. Mẹ chồng nhìn sang, không phản ứng gay gắt như lần trước, thay vào đó bà khẽ cười. Ông thật là già dạ rồi còn bày đặt bố chồng chị cười khẽ rồi đói già dạ thì cũng phải có tình cảm chứ mấy chục năm sống với nhau rồi bà nghĩ tôi không còn cần gì nữa à mẹ chồng cười nhưng không đáp lại thời gian trôi qua tôi nhận thấy những thay đổi tích cực giữa bố và mẹ chồng ngày càng rõ rệt hơn họ không còn tranh cãi gay gắt và những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên nhẹ nhàng thấu hiểu một hôm tôi thấy mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn khẽ bảo tôi Mấy hôm nữa Bố mẹ định tổ chức một chuyến đi du lịch cho cả nhà Dù sao cũng đã lâu rồi Cả gia đình chưa đi đâu cùng nhau Tôi ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ Dạ mẹ định đi đâu ạ à? Mẹ chồng cười Đôi mắt sáng lên chút niềm vui Mẹ tính đi biển Bố mẹ bảo lâu rồi không ra biển Mẹ cũng thấy mình nên để ông ấy có thêm niềm vui Dạ nhưng con nghĩ Chuyến đi này bố mẹ đi riêng đi ạ à? Bố mẹ cũng cần có không gian riêng tư Mẹ chồng tôi mỉm cười e lệ Tôi nhìn bà hơi ngượng ngùng Nhưng có lẽ bà biết cần làm gì Để vun đắp tình cảm vợ chồng Trời đêm buông xuống Không gian ở khu resort bên biển Trở nên tĩnh lặng và huyền bí hơn bao giờ hết Ánh trăng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời Phản chiếu lên mặt biển lấp lánh Như một tấm gương rộng lớn Gió biển mát rượi thổi vào Kèo theo hơi thở dịu dàng của biển cả Làm căn phòng trở nên mát mẻ dễ chịu trong căn phòng ấm áp ấy có lẽ đã lâu rồi hai con người già cỗi chưa từng cảm thấy gần gũi như thế ông hoàng bước tới sau lưng bà hạnh đôi tay ông nhẹ nhàng đặt lên vai bà bà hạnh giật mình khẽ nhưng không rột lại ông cúi xuống thì thầm bên tai bà giọng trầm ấm đêm nay bà thật đẹp đấy bà hạnh ngước nhìn ông có khung cửa sổ ánh trăng chiếu lên gương mặt ông làm nổi bật từng đường nét thân quen đã mòn mỏi theo năm tháng nhưng ngay lúc này, trong mắt bà, ông không còn là người đàn ông giả nua nữa. Ông là người bạn đời, là người đàn ông mà bà đã gắn bó suốt cuộc đời. Và dường như tình yêu trong họ vẫn còn cháy âm ỉ. Ông, bà hạnh ghẽ đáp, giọng bà run lên một chút, nhưng không phải vì sợ hãi. Lâu lắm rồi, chúng ta mới gần nhau thế này. Ông Hoàng cúi xuống, đôi tay ông nhẹ nhàng mơn trớn lên mái tóc bạc của bà. Phải rồi, tôi nghĩ lâu lắm rồi tôi mới thấy bà đẹp như vậy hình như tôi đã quên mất cảm giác này hơi thở của bà hạnh trở nên rồn rập hơn hơi ấm từ người đàn ông truyền sang cơ thể bà khiến bà khẽ rùng mình những cảm xúc tưởng như đã quên đi bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ông hoàng cúi xuống hôn nhẹ lên cổ bà một nụ hôn đầy dịu dàng nhưng cũng thật sâu lắng bà hạnh cảm nhận được bờ môi ông chạm vào da thịt mình không tránh né, không lảng tránh như trước, ông còn nhớ lần đầu tiên mình bên nhau không? Bà khẽ hỏi, giọng nói giờ đây lẫn chút nghẹn ngào. Tôi nhớ chứ, ông đáp, môi ông vẫn lướt nhẹ trên cổ bà. Tôi chưa bao giờ quên, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không gì trên đời này quan trọng hơn bà. Bà hạnh xoay người lại, đôi mắt bà sáng lên, lấp lánh dưới ánh trăng một sự dạng dỡ mà lâu rồi ông Hoàng chưa từng thấy. Vậy mà suốt bao năm qua, tôi đã bỏ lỡ ông, bỏ lỡ chính tình yêu của mình. Ông Hoàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo bà lại gần hơn, đôi tay ông vòng qua eo bà, siết chặt, họ không cần thêm lời nào nữa. Bởi lẽ lúc này chỉ có những cái chạm, những ánh mắt mới thực sự nói lên tất cả. Ông đỡ lấy gương mặt bà, nhìn vào đôi mắt đã từng cằn cỗi về mệt mỏi, vì lo toan nhưng giờ đây lại bừng lên đầy khao khát bà nói thế vẫn chưa muộn mà chưa muộn thật sao tôi cứ nghĩ tuổi này rồi chúng ta chỉ còn lại nghĩa vụ với con cháu thôi ông hoàng không trả lời chỉ cúi xuống hôn lên môi bà một nụ hôn đầy đam mê và khát khao như muốn khẳng định rằng tình yêu giữa họ chưa bao giờ lụi tàn bà hạnh đáp lại nụ hôn ấy đôi tay bà khẽ run lên khi vòng qua cổ ông những cử chỉ táo bạo mà họ đã từng nghĩ mình không còn có thể nữa giờ lại bừng tỉnh bàn tay ông mơn dọc theo bờ vai bà kéo nhẹ chiếc áo choàng mỏng manh bà hạnh khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cử chỉ của ông không vội vã không gấp gáp nhưng đầy mãnh liệt sự gần gũi của họ giờ đây không chỉ là vẻ thể giác mà là sự kết nối sâu thẳm trong tâm hồn họ đã sống cùng nhau cả đời giờ đây mọi thứ như sống lại nồng nhiệt đầy đam mê như thuở còn trẻ bà hạnh khẽ thở dốc đôi bàn tay bà siết chặt lấy ông hơn như sợ rằng nếu buông ra tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ ông hoàng cảm nhận được sự đáp lại từ bà và điều đó làm trái tim ông thổn thức ông tôi đã quên mất rằng tình yêu có thể nồng nhiệt như thế này bà hạnh thầm thì Giọng bà nghẹn ngào trong từng hơi thở. Chúng ta đã lãng quên nhau quá lâu rồi, ông Hoàng đáp lại, nhưng đêm nay tôi muốn chúng ta nhớ lại rằng mình đã yêu nhau như thế nào. Họ cùng nhau đắm chìm trong đêm đó, trong sự ấm áp của tình yêu và sự gắn kết, mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại hai con người đang tìm lại chính mình, tìm lại niềm đam mê đã bị thời gian làm lãng quên. Sáng hôm sau, khi bình minh lên, căn phòng tràn ngập ánh nắng, ông Hoàng và bà Hạnh vẫn nằm bên nhau, tay nắm chặt, hơi thở đều đặn. Đêm qua, họ đã tìm lại được chính mình, không chỉ trong tình yêu mà còn trong sự hòa hợp, sự kết nối đã bị bỏ quên bấy lâu nay. Cả hai nằm lặng yên, không cần lời nói, bởi họ hiểu rằng, đêm qua không chỉ là một đêm mặn nồng, mà còn là sự khởi đầu mới cho tình yêu đã bị lãng quên trong suốt bao năm. Ông Hoàng khẽ hôn lên trán bà Hạnh, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Bà thấy không, chúng ta chưa bao giờ quá già để yêu. Bà Hạnh mỉm cười, gật đầu nhẹ, lòng bà ngập tràn hạnh phúc. Bà biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ mất đi, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua. Các bạn thân mến, trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, sự thấu hiểu và chia sẻ là điều quan trọng nhất. Tuổi tác có thể làm giảm đi sự nồng nhiệt nhưng không bao giờ làm mất đi nhu cầu về tình cảm và sự gần gũi. Đôi khi, sự thay đổi đơn giản trong cách chúng ta quan tâm, lắng nghe người bạn đời có thể giúp hàn gắn những rạn nứt mà mang lại sự bình yên cho cả hai. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi, một câu chuyện rất hay về không quý vị và các bạn. Nếu các bạn thấy thích câu chuyện này, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ câu chuyện này đến nhiều người để mọi người được cùng nghe câu chuyện hay này nhé. Quỳnh Hương xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ chuyện sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh xin chào và hẹn gặp lại